trong bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ độ tuổi nào, ở bất kỳ gia đình nào, nó có thể là sự hiểu lầm giữa vợ chồng hoặc là có những tình huống nó đặt ra trong cuộc sống mà chúng ta thường gặp, bất kỳ ai có thể gặp. Và cái cách xử lý như thế nào thì mỗi người sẽ xử lý theo một cách. Và qua đó thì chúng ta cũng không phải là học, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là đấy là những tình huống nó sẽ xảy ra, và nếu mình đặt mình ở địa vị như vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào, mình sẽ xử lý tình huống. Chẳng hạn như là có một cái tình huống mà Lâm Vĩ Dạ tạo cho tôi một ấn tượng rất là mạnh, khi mà cô hóa thân thành một người vợ lớn tuổi hơn người chồng, và cô muốn nghĩ rằng là gì, là mình phải làm cho nó đẹp hơn trong mắt của chồng, để chồng đỡ chán, để đỡ đi ra ngoài, và cô muốn đi thẩm mỹ. Thế nhưng sau đấy thì người chồng là cái ông cái thí sinh ấy, thì kiên quyết từ đầu cuối là gì, với anh em, trong mắt anh em là đẹp nhất, em không cần làm bất kỳ cái gì cả, không cần đi thẩm mỹ. Thì đấy, tôi lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ, thì đấy là những tình huống nó xảy ra chứ không phải là những tình huống mà mình hư cấu, mà mình bịa ra đâu. Tôi chắc rằng có nhiều tình huống như thế, để cho người phụ nữ có thể là qua đấy bớt đi cái vẻ tự ti của mình về cái nhan sắc, như là cái tuổi của mình với người chồng, hay là có những tình huống nội bộ trong một gia đình hoặc là xảy ra ở đâu đấy, thì cái đấy thì tôi không cho nó là chiêu trò. Và chính vì thế mà tôi cũng không phải là phải thay đổi gì nhiều lắm. Chỉ có điều là gì, chỉ có điều là nó thay đổi ở chỗ là gì, mỗi một lần xuất hiện hoặc là những lúc mà nó sôi động, trong một phim trường nó sôi động như thế, thì tôi cũng không thể nào mà bàng quang trước tất cả cái đấy được. Bởi vì bản thân tôi lúc đấy cũng bị cuốn theo cái đấy, chứ không phải là mình tạo ra cái đấy. Chứ tôi nghĩ là mình sẽ phải chiêu trò gì. Thì với tôi, cái chương trình này nó gợi cho, nó tự bản thân nó tạo ra những cảm xúc mà sẽ cuốn cả tôi, cả những người tham gia, và tôi nghĩ rằng cả khán giả nữa sẽ cuốn theo. Và nó là một chương trình giải trí, cho nên xét về tiêu chí của chương trình giải trí thì nó đáp ứng được những cái mà khán giả chờ đợi. Sẽ có những cái một tiếng đồng hồ, sẽ có một khoảng thời gian thú vị khi theo dõi. Các bạn sẽ xem, các bạn sẽ thấy rằng nó không phải là một chương trình mà nó phải có chiêu trò này, chiêu trò kia đâu. Thì rất là cảm ơn bạn.